Fort Flossing. Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 13 tháng 9, 2012. Trà My kính chào quý vị. Thủ tướng Việt Nam ra lệnh nghiêm trị các trang blog chỉ trích đảng, nhà nước. Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ kêu gọi ủng hộ nhân quyền cho người dân Việt Nam. Trung Quốc, Đài Loan bác bỏ việc Philippines đặt tên Biển Đông là Biển Tây Philippines. Đó là một số tin đáng chú ý. Sau đây là bản tin chi tiết. Chính phủ Việt Nam ra lệnh xử lý các trang blog được nhiều người biết đến mà nhà nước tố cáo là có nội dung bịa đặt, xuyên tạc, chống lại lãnh đạo đảng, Cộng sản. Công văn hỏa tốc số 7169 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi Bộ Công an, Bộ Thông tin Truyền thông và Ban Tuyên giáo ngày 12 tháng 9 yêu cầu điều tra và nghiêm trị những người tham gia các trang blog, cụ thể như Dân Làm Báo, Quan Làm Báo và Biển Đông. Việt Nam nói nội dung đăng trên các trang blog này là thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, bôi nhọ lãnh đạo, kích động chống đảng và nhà nước. Chính phủ cũng cấm cán bộ nhà nước không được đọc hay loan truyền thông tin trên các trang mạng này và yêu cầu báo chí nhà nước phải tăng cường tuyên truyền để phản bác các thông tin trên các trang blog đó. Công văn 7169 khiến công luận một lần nữa bày tỏ quan ngại về quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin và tự do bày tỏ ý kiến của người dân tại Việt Nam, những nhân quyền căn bản mà Hà Nội đang bị thế giới lưu ý. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Phóng viên Không Biên Giới có trụ sở tại Pháp cho rằng chỉ thị mới này là một bằng chứng cụ thể nữa cho thế giới thấy rằng người dân tại Việt Nam không có quyền tự do ngôn luận và tự do bày tỏ quan điểm. Những ý kiến bất đồng hay chỉ trích nhà nước thường gặp nguy hiểm và bị trấn áp bằng mọi cách. Bà Lucy Marlon thuộc Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới phát biểu với VOA Việt ngữ. Chúng ta thấy chính phủ Việt Nam trở nên hết sức lo ngại trong thời gian gần đây, đặc biệt kể từ khi mùa xuân Ả Rập bắt đầu. Họ muốn siết chặt quản lý thông tin để củng cố quyền lực vì lo sợ quyền hành bị lung lay trước những sự thật phơi bày trên những trang báo công dân. Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh động sự quan tâm của công luận quốc tế. Chúng tôi hy vọng sẽ không ai bị trừng phạt theo công văn 7169 của Thủ tướng chỉ thị vì những blogger này chỉ trình bày quan điểm, phơi bày sự thật, những việc làm đó có ích cho sự phát triển xã hội. Chúng tôi mong nhà nước Việt Nam dồn công sức nhiều hơn để xử lý các quan chức tham nhũng, thay vì là dốc sức tìm cách bắt bớ hay đe dọa những người tố cáo, lên án tiêu cực trong xã hội. Trong số các trang tin không theo báo chí lệ phải của nhà nước bị nhắm mục tiêu, Dân Làm Báo là một trong những trang thu hút đông đảo độc giả, cộng tác viên và các blogger cả trong lẫn ngoài nước, với các thông tin cập nhật về tình hình chính trị xã hội Việt Nam và các bài phản ánh quan điểm của công dân về mọi mặt, trong đó có nạn quan chức nhà nước tham nhũng, tình trạng vi phạm nhân quyền trong nước và các vấn đề chính trị nhạy cảm. Một trong những cộng tác viên của Dân Làm Báo, blogger Trần Sơn, phản ứng trước công văn 7169 của chính phủ. Chúng tôi viết cho những cái người bình dân, thế nhưng mà không ngờ là cái trang báo của chúng tôi đã tác động đến cả cái tầng lớp quan chức. Hệ thống chính trị bắt đầu đã sợ cái sự thật. Chính những điều đó làm chúng tôi sẽ viết nhiều hơn, sẽ đóng góp nhiều hơn để cho trang báo của chúng tôi phong phú hơn. Không thể tắt tiếng nói của công luận đâu, không thể được đâu, không bao giờ. Tất cả những gì mà Dân Làm Báo đã viết là sự thật 100% như một trang báo nghiêm túc. Từ cuối năm 2010, Dân Làm Báo đã bị chặn tường lửa và thường xuyên bị tin tặc tấn công. Bất chấp sự đe dọa từ nhà nước, trang Dân Làm Báo khẳng định quyết tâm sẽ tiếp tục các hoạt động để cổ suý thông tin đa chiều. Theo thống kê của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, thì Việt Nam hiện đang giam giữ ít nhất 5 nhà báo và 19 blogger trong nỗ lực bóp nghẹt các tiếng nói chỉ trích chính quyền. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, dân biểu Elena Ross Lehtonen, ủng hộ dự luật nhân quyền Việt Nam 2012 vừa được Hạ viện thông qua hôm 11 tháng 9 và kêu gọi cổ suý dân chủ nhân quyền cho người dân tại Việt Nam. Dự luật do dân biểu Chris Smith đề xướng cấm tăng thêm viện trợ không có mục đích nhân đạo cho Việt Nam nếu Hà Nội không cải thiện tình trạng nhân quyền. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Elena Ross Lehtonen nói, Hoa Kỳ không nên có các hoạt động mở rộng hợp tác giao thương với Việt Nam, không nên tưởng thưởng cho chế độ cộng sản độc tài, cho tới khi nào Việt Nam có tiến bộ đáng kể về nhân quyền. Bà nhấn mạnh. We must continue to serve as such a beacon. We must not waver, Mr. Speaker. Chúng ta phải tiếp tục là ngọn hải đăng. Chúng ta không được thoái trừ cam kết của mình, phải đứng về phía những người bị áp bức, chứ không phải với những kẻ áp bức. Dự luật này sẽ dẫn đường cho chúng ta thực hiện điều đó.
Lời kêu gọi của người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ được đưa ra hôm 11 tháng 9, khi Hạ viện cùng lúc thông qua Dự luật Nhân quyền Việt Nam 2012 và Nghị quyết 484 về Nhân quyền Việt Nam, một lần nữa nêu bật sự quan tâm về tình hình nhân quyền tại Việt Nam tại cơ quan lập pháp của Mỹ. Trung Quốc và Đài Loan ngày 13 tháng 9 lên tiếng bác bỏ việc chính phủ Manila chính thức đặt tên cho Biển Đông là Biển Tây Philippines, và đồng thời tuyên bố rằng hành động của Philippines không ảnh hưởng tới các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh và Đài Bắc tại Biển Đông. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nhấn mạnh, từ lâu nay, Biển Nam Trung Hoa là danh xưng địa lý được toàn cầu chấp nhận và được sử dụng rộng rãi bởi các nước trên thế giới, kể cả Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế khác. Bộ Ngoại giao Đài Loan tuyên bố rằng Đài Loan không công nhận hành động đơn phương của Philippines châm ngòi thêm cho cuộc tranh chấp. Thông cáo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Đài Loan kêu gọi các nước tự chế, tránh các hành động làm ảnh hưởng tới hòa bình ổn định trong khu vực và đối thoại thay cho đối đầu. Trước phản ứng của Đài Loan và Trung Quốc, Philippines đáp trả rằng việc Manila gọi tên Biển Tây Philippines không thể gây xung đột với các nước láng giềng. Phát ngôn nhân của Tổng thống Philippines, ông Edwin Laceda, khẳng định Philippines không đe dọa các nước bạn khi gọi vùng biển nằm trong khu vực đặc quyền kinh tế của mình là Biển Tây Philippines. Phản đối của Trung Quốc và Đài Loan được đưa ra một ngày sau khi Philippines loan báo là sẽ chính thức đăng ký với Liên Hiệp Quốc tên gọi Biển Tây Philippines cho vùng biển ngoài khơi phía Tây nước này trên Biển Đông. Tổng thống Philippines cho hay tên gọi này cũng sẽ xuất hiện trên các bản đồ của quốc gia. Đây là nỗ lực mà Manila nói là nhằm xác định rõ ràng các khu vực thuộc chủ quyền của Philippines ở Biển Đông, trong đó có các khu vực thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Việt Nam chưa lên tiếng phản hồi trước hành động của Philippines. Một tàu chở hàng của Việt Nam cùng với 16 thành viên thủy thủ đoàn người Việt bị Philippines bắt giữ với cáo buộc vi phạm một số quy định về an toàn hàng hải và không xuất trình được giấy tờ hợp lệ khi bị kiểm tra lúc đang neo đậu tại khu vực vịnh El Bay của Philippines. Thông cáo đăng trên trang web của lực lượng tuần duyên Philippines cho biết là chiếc tàu MV Minh Tuấn 68 mang cờ hiệu Việt Nam tới đây vào ngày 2 tháng 9 bị tình nghi vận chuyển gạo lậu và định dỡ hàng ở thành phố Legazpi. Giới hữu trách Philippines đã ra thông cáo cảnh cáo và ra thời hạn cho thuyền trưởng là ông Nguyễn Văn Hải tới trưa ngày 13 tháng 9 phải xuất trình giấy phép nhập khẩu gạo vào Philippines. Nếu không, chính quyền sở tại sẽ có trách tịch thu và bắt giữ con tàu. Người biểu tình ngày 13 tháng 9 tụ tập bên ngoài Đại sứ quán Nhật ở Bắc Kinh phản đối việc chính phủ Tokyo mua lại quần đảo nằm tại tâm điểm một cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước. Nhật Bản đã mua lại ba hòn đảo không có người ở trong biển phía đông Trung Quốc, từng thuộc quyền sở hữu của một gia đình người Nhật. Cuộc biểu tình hôm 13 tháng 9 đánh dấu ngày thứ ba người Trung Quốc tổ chức biểu tình chống Nhật Bản. Căng thẳng đã leo thang hồi đầu tuần này sau khi các giới chức Nhật loan báo thỏa thuận trị giá 26 triệu đô la. Cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền tại quần đảo mà người Nhật đặt tên là Senkaku và người Trung Quốc gọi là Điếu Ngư Đài, vốn là một địa điểm giàu tài nguyên và có tiềm năng dầu khí lớn. Hai ngày sau khi đại sứ Mỹ tại Libya thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào lãnh sự quán Mỹ, làn sóng các cuộc biểu tình chống Mỹ tiếp tục lan rộng khắp Trung Đông và Nam Á trong ngày 13 tháng 9. Người biểu tình phẫn nộ về một bộ phim được thực hiện ở Mỹ có nội dung bán bổ đạo Hồi. Tại Yemen, hàng trăm người đã xông vào khuôn viên đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Sanaa. Đám đông đã châm lửa đốt một số xe ngoại giao, trong khi lực lượng an ninh sử dụng vòi rồng và nổ súng cảnh cáo trong nỗ lực đẩy người biểu tình ra khỏi khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt. Tin nói một số người bị thương trong vụ xô xát. Biểu tình tiếp diễn bên ngoài đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Cairo của Ai Cập. Cảnh sát xịt hơi cay vào một đám đông khoảng 200 thanh niên. Biểu tình phản đối bộ phim nghiệp dư cũng nổ ra tại thủ đô Baghdad của Iraq, cũng như tại Iran và Bangladesh. Liên Hiệp Quốc cho hay số tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi giảm đáng kể trong thập kỷ vừa qua. Đây là một trong những thành tựu đạt được trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, chương trình phát triển và tiến bộ y tế. Phúc trình do Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc công bố cho thấy, năm ngoái, chưa tới 7 triệu trẻ em dưới 5 tuổi tử vong, so với con số gần 12 triệu vào năm 1990. Những nước có tỷ lệ tử vong hạ nhiều nhất gồm Lào, Đông Timor, Liberia, Bangladesh và Rwanda. Một cách tổng thể thì các nước trong khu vực Đông Á và Mỹ Latin đã giảm được tỷ lệ tử vong của hơn một nửa. Nhưng báo cáo nói vẫn còn phải làm nhiều hơn nữa để đạt mục tiêu toàn cầu là giảm tử suất thêm 43% trước năm 2015. Liên Hiệp Quốc cho biết có gần 19.000 trẻ em dưới 5 tuổi chết mỗi ngày.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 13 tháng 9, 2012. Mời quý vị thường xuyên vào trang voatiengviet.com, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video và trang Facebook VOA Tiếng Việt để xem tin tức và phóng sự bằng video của đài VOA. Trà My xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai.